sống vui, sống
sống khỏe, sống có ích. Và mỗi bài hát hay sẽ gắn kết tình đoàn kết của chúng ta ngày một tốt hơn. Ngày nay khi đời sống vật chất đã được nâng cao thì nhu cầu văn hóa văn nghệ cũng trở thành đời sống tinh thần của mọi người mọi nhà. Và hôm nay câu lạc bộ văn nghệ xóm Mỹ Lộc sau một thời gian tập luyện, tối ngày hôm nay tổ chức đêm giao lưu văn nghệ và ra mắt câu lạc bộ văn nghệ của thôn Hùng Lộc. Về dự lễ ra mắt hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Đỗ Sử, trưởng ban công tác mặt trận dân khu của thôn, ông Phạm Hữu Hội, trưởng thôn đã về dự, đề nghị toàn thể nhân dân nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, sau một thời gian tập luyện khá công phu và hôm nay câu lạc bộ văn nghệ của xóm Mỹ Lộc thực chất ra mắt và biểu diễn một số tiết mục giao lưu cùng với câu lạc bộ của thôn Hồng Thịnh và khu dân cư xóm Mỹ Hùng, thôn Hùng Lộc tổ chức một đêm giao lưu ra mắt câu lạc bộ. Và để mở đầu cho chương trình giao lưu tối ngày hôm nay, trước khi vào giao lưu, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đỗ Sử thay mặt cho ban công tác mặt trận dân cư của thôn lên tặng hoa và quà cho đội văn nghệ xóm Mỹ Lộc, thôn Hùng Lộc. Đây là một câu lạc bộ rất là hay. Đây là một câu lạc bộ mà trong cái chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Xin mời đại diện một hội viên của câu lạc bộ ra sân khấu nhận quà của ban công tác mặt trận dân cư thôn. Xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Đỗ Sử lên ra cho quà. Câu lạc bộ xóm Mỹ Lộc thôn Hùng Lộc. Vâng, xin cảm ơn. Và để mở đầu cho chương trình giao lưu ra mắt câu lạc bộ văn nghệ của khu dân cư xóm Mỹ Lộc thôn Hùng Lộc, xin mời quý vị hãy hướng mắt lên sân khấu và đón xem màn múa hát vào chùa qua phần thể hiện của các hội viên câu lạc bộ văn nghệ xóm Mỹ Lộc thôn Hùng Lộc. Xin quý vị hãy một tràng pháo tay. Yeah.
trung hiếu, nâng thêm tầm cao đức trí thiện nhân. Dòng Hồ Khe dòng nước ngọc ngần, thanh bạch đạo đời nghĩa tình cung nữ. Nào hãy hát lên những lời đẹp nhất, khúc hát thiền ca tha thiết tình đời, ngàn năm mãi mãi tỏ ngời, non thiêng đất Việt trọn lời hiếu trung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
do tôi là bò văn nghệ khu dân cư xóm Mỹ Hùng thôn Hùng Lộc. Xin mời quý vị và mọi người có tay để chúc mừng khu dân cư xóm Mỹ Hùng thôn Hùng Lộc lên được nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúa quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng thôi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại dòng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát đưa đò đưa. Hồ Chí Minh, người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm. Hồ Chí Minh, người là mùa hoa sen tỏa ngát hương đời. Đi giữa ân tình giữa bát ngát sen. Một người đi xa, ngàn người mong đợi và ngàn năm không quên. Xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương cánh vòng xưa ru tiếng ngọt ngào. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại sắc hoa của màu cờ đỏ, gặp lại tình người trong trang thơ nguyên du, gặp lại vị quê trong hương cố mơ mùa thu. Hồ Chí Minh, người làm quê hương như sông Lam trắng cạn. Hồ Chí Minh, người để lại quê hương nỗi nhớ. Và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng thôi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại dòng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát đưa đò đưa.
tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát Hiếu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bên mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát Hiếu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bên mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời.